thơ tôi rụng trên phiến đá, cho người nghe tiếng sự sang não lòng. Đàn tôi tiếng đục tiếng trong, lệ người xa xứ có cầm được không? Ở tuổi 101 bách niên giai lão, được liệt vào hàng thượng thọ xưa nay hiếm, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, một người con của đất Sen Hồng, Đồng Tháp, từng mấy mươi năm xa quê, bồn ba khắp nơi, để rồi cuối cùng ông cũng thành danh, nổi tiếng khắp cả nước lẫn ngoài nước, trở thành cây đại thụ về âm nhạc dân tộc. Cứ nghĩ cuộc đời ông đã trải qua biết bao thăng trầm, bởi ông sống thanh đạm, không hề sân si, không màng danh lợi, chắc cuối đời sẽ theo ông theo bà ở lại nơi đất khách quê người. Chứ ông đâu thể ngờ, ở cái tuổi 101 gần đất xa trời, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bất ngờ có một quyết định hồi hương ngoạn mục, quay trở về cố hương một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng bình dị, trong sự tiếp đón nồng ấm của người Đồng Tháp quê mình. Cái chuyện đó cũng có cái bước bất ngờ lý thú mà ông bí thư tỉnh ủy Lê Minh Quang cùng một số lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp lên thăm tôi, bất ngờ và vui là bởi vì tôi thấy ông là người bình dân dễ mến, có trình độ cao. Rồi ông có hỏi tôi có thể về Đồng Tháp chơi được không? Thì đi về dưới thì tôi mà không ngờ cái chuyện tiếp rước hết sức là long trọng và chu đáo, đầy cái tình nghĩa ấm áp của đồng hương. Tính ra là cũng 45 năm không có về dưới nữa. Bây giờ mình trở về quê hương, mang theo tiếng đàn của mình ở trên truyền hình là cái cũng là cái niềm vui. Cái chuyện mà ba tôi về Đồng Tháp ở đây đó là một chuyện không tưởng. Nhưng tôi nghĩ đây là một cái duyên mà cuối đời ông cụ mà cảm động nhất á, khi xe ngừng, đích thân bí thư dìu ba tôi xuống, thấy là xúc động chảy nước mắt rồi. Cái tình cảm của người Đồng Tháp đối với thầy Vĩnh Bảo thì rất là trân trọng và em cảm thấy rất xúc động vì cái tình cảm đó. Em thì hoàn toàn là không tưởng tượng được là cái là chú bí thư quý thầy Vĩnh Bảo như vậy và nhiệt tình nhìn chú bí thư tỉnh ủy với lại thầy cứ giống như là hai người bạn năm xưa, đã là hai người bạn từ lâu rồi á. Thấy thầy vui, thấy thầy cảm động về quê hương. Thầy nói cao lãnh bây giờ khác hẳn cái cao lãnh hồi xưa, mà cái tình người vẫn còn giống như hồi xưa, là rất là rộng rãi và chu đáo và hiếu khách. Tại vì mẹ đã gọi là thầy rồi thì hẳn thường gọi là sư tổ, những vị đó như là báu vật. Những ai từng biết đến nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được trò chuyện cùng ông, và nhất là được nghe tiếng đờn độc tấu của ông bằng các loại nhạc cụ dân tộc, sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, da diết, sâu lắng, khác gì tiếng đờn như tiếng hồn, mang nhiều giá trị triết lý nhân sinh từ âm hưởng của ngón đờn điêu luyện và tài hoa của ông. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thân sinh của ông là cụ Nguyễn Hàm Ninh, là một địa chủ có tư tưởng yêu nước và cũng là một thầy thuốc đông y hiếu khách, tài hoa, biết hát bội,
và sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ như đờn kiềm, đờn tranh, đờn cò, vân vân. Các nhạc sĩ nổi tiếng thời đó khi đến Cao Lãnh thường ghé nhà ông Hàn nguyên chuyện thơ nhạc. Vì vậy mà ngay từ thuở ấu thơ, cậu bé Nguyễn Vĩnh Bảo đã được sống trong một không gian nghệ thuật đờn ca tài tử với những bậc thầy kiệt xuất xứ Nam Bộ lúc bấy giờ. Nhờ thông minh, ham học hỏi, cùng một tình yêu cổ nhạc thấm đẫm cứ lớn dần theo năm tháng. Đến khi 10 tuổi, cậu bé Vĩnh Bảo là người duy nhất trong 7 anh chị em chơi được hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc. Những cái nhạc cũ, nhạc tài tử là tôi đợt hết. Đờn tranh, đờn kiềm, đờn cò, đờn gáo, đờn tỳ bà, đờn bầu, đờn xến, đờn đoán, tôi chơi hết, mandolin, violon, rồi tôi chơi còn chơi piano của Tây đó. Cái nhạc cụ nào tôi cũng thích, tôi cũng thấy cái hay hết đó. Mình càng biết nhiều nhạc cụ á, thì là càng có cái lợi. Là bởi vì cái hay của cái này mình châm qua cái kia, mình bổ túc qua cái nọ. Mình biết điều kiện đó nó cũng cái hay. Tài hoa mà khiêm nhường. Ở độ tuổi 20, Nguyễn Vĩnh Bảo đã nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh bằng ngón đờn trác tuyệt của mình. Năm 1955, Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn được thành lập. Ông được mời dạy môn đờn tranh kiêm trưởng ban nhạc cổ miền Nam cho đến năm 1964. Từ năm 1925 cho tới nay đó, tôi giao tiếp tới trên 200 nhạc sư nhạc sĩ, nhất tự kỳ sư, bán tự kỳ sư, thì tôi có nhiều thầy lắm. Nhưng mà tôi không có lệ thuộc vào ông thầy nào hết. Rồi những người nghe tôi đờn cũng là thầy tôi, rồi học trò tôi cũng là thầy tôi nữa. Là bởi vì khi họ học, họ hỏi cái gì mình biết thì mình trả lời, còn mình không biết thì mình kiếm sách mình đọc rồi mình trả lời, hoặc là đi gõ cửa ai đó để lấy câu trả lời thì cũng là thầy của mình luôn. Năm 1970, trường đại học Hoa Kỳ mời ông sang giảng dạy đàn tranh. Ông cũng được mời thuyết giảng tại Pháp, Singapore, Nhật và nhiều nước khác. Tại Pháp, ông cùng giáo sư Trần Văn Khê được mời thu đĩa nhựa, đĩa than về đờn ca tài tử Nam Bộ cho hãng Okara phát hành. Đồng thời, thu đĩa đờn tranh cho tổ chức UNESCO làm tư liệu nghiên cứu văn hóa phi vật thể. Trong thời gian giảng dạy tại Trường Quốc gia Sài Gòn, bằng sự am hiểu sâu sắc về âm nhạc cổ cung của Việt Nam, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo còn sáng tạo ra phương pháp ký âm bài bản và phù hợp với văn hóa truyền thống người Việt để dạy học trò âm nhạc dân tộc. Monsieur et monsieur le consul général d'avoir bien voulu. Je tiens donc thành thạo năm thứ tiếng Pháp, Anh, Nhật, Campuchia và tiếng quan thoại Trung Quốc. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là người duy nhất có thể vừa là nhạc sĩ diễn tấu, giảng dạy, vừa là nghệ nhân đóng đàn. Vì thế, Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc Đông Dương của Pháp đã từng mời ông sang Paris làm việc, trao đổi kinh nghiệm với tiến sĩ vật lý Evile, một chuyên gia về đống đàn piano và đàn guitar. Có người gợi ý tôi á, nên dùng cái lối ký âm Tây phương là Do Re Mi Fa Sol La Si Do để mà chép nhạc Việt Nam. Thì tôi không có đồng ý. Tôi không đồng ý với cái lý do danh dự của dân tộc. Bởi vì khi người ngoại quốc hỏi tôi cái nốt đàn của anh tên gì, thay vì nói họ sự sư sang xê cấm công liêu, tôi lại nói Do Re Mi Fa Sol La Si Do, thì cái đó là cái vấn đề thể diện quốc gia. Người ta sẽ đặt câu hỏi trong đầu của họ,
một cái dân tộc mà tự khoe mình là 4.000 năm văn hóa dân yến, mà có bãi trên nốt đờn không có, còn phải đi mượn của ra qua điển thứ nhì. Khi một bài đờn mà mình sướng âm với tiếng Việt nghe nó thấm thiết hơn, ví dụ như trụ đờn cái chữ này, chữ này chữ sang, tôi tạm dịch ra theo tay đó là chữ pha. Tôi nhấn vậy, tôi đọc theo tiếng Việt Nam. Sang, 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 là nở duyên gì, là nở duyên gì, mấy đoạn tình si. Điểm nữa là cái bản đờn Tây Phương mọi chi tiết đều xác định một cách rõ ràng, viết sao là đàn vậy. Nhạc Việt Nam là người nhạc sĩ, không phải là người diễn tấu đơn thuần. Bài đờn thuộc lòng nhưng ra khi đờn tùy theo cái nguồn cảm hứng của mình trong khi đờn, ưng tác, ưng tấu, chế biến ra cách này, cách nọ, tô điểm dễ giờ cho cái bản đàn của mình mang lại một cái sức sống mới. Cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê lúc sinh thời không chỉ khâm phục tài năng đặc biệt của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, mà giáo sư còn nhắc đến công lao to lớn của nhạc sư trong việc phát triển âm nhạc dân tộc, cải tiến cách tân cây đàn tranh truyền thống từ 16 giây lên 17 giây và từ 19 lên 21 giây, tạo nên nhiều sự ngạc nhiên lớn trong giới chuyên môn vì có những tính năng vượt trội về kỹ thuật lẫn nghệ thuật bởi sự biến tấu âm thanh đột phá. Và tất nhiên, lần đầu tiên cây đàn tranh cải tiến của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bắt đầu có chỗ đứng trong lịch sử âm nhạc dân tộc Việt Nam và thế giới. Đó là một người nhạc sĩ, một người nhạc sư tôi cho là phi thường, mà có thể như đời nay đó, gần kể như là một người hậu tổ của đàn ca tài tử Việt Nam bây giờ. Tôi là một trong những học trò của nhạc sư Vĩnh Bảo. Hôm nay tôi xin phát biểu về thầy tôi, nhưng mà dưới tư cách là một nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa. Nói về cuộc đời của nhạc sư Vĩnh Bảo thì gần 100 năm gắn bó với đàn ca tài tử và cải lương thì chắc mình nói không hết được. Thì chúng ta thấy là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là thầy chơi đờn 96 năm gắn bó với đàn ca tài tử, và năm nay thầy 101 tuổi mà thầy vẫn còn chơi đàn và tiếp tục dạy học trò. Thì trong cái làng đàn ca tài tử Nam Bộ của mình thì có lẽ nhạc sư Vĩnh Bảo là cái người hành nghề lâu nhất cho tới giờ phút này. Thì chúng ta biết là năm 2013 đó thì UNESCO công nhận đàn ca tài tử của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thì nếu mà chúng ta nói là đàn ca tài tử là cái di sản văn hóa thế giới thì nhạc sư Vĩnh Bảo chính là di sản của đàn ca tài tử. Mà nếu chúng ta nói nhạc sư Vĩnh Bảo là báu vật quốc gia của Việt Nam thì nhạc sư Vĩnh Bảo là cả một kho báu của tỉnh Đồng Tháp. Rõ ràng, việc nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cải tiến cây đờn tranh từ 16 giây lên 21 giây đã cho thấy ông không chỉ có khả năng tư duy thẩm thấu, cảm âm về nghệ thuật của một người nghệ sĩ, mà còn có khả năng tư duy sư phạm của một người thầy và sự kinh nghiệm từng trải của một nghệ nhân biết giảng dạy lẫn nghiên cứu chuyên sâu cả về nghệ thuật đờn ca tài tử lẫn kỹ thuật đống đàn. Người ta có câu nói là một cái ông thầy bình thường thì chỉ biết nói thôi, còn một ông thầy giỏi á thì vừa có thể nói và minh họa được nữa. Còn một cái người thầy mà xuất sắc á là ổng phải truyền được cảm hứng. Thì thầy Vĩnh Bảo là cái người thầy truyền được cảm hứng. Thành ra tất cả những cái học giả trong nước và ngoài nước đều tìm đến thầy
Tại vì họ đã là học giả, họ đã nổi tiếng rồi, nhưng mà họ tò mò về âm nhạc dân tộc thôi. Nhưng mà khi mà họ nói chuyện với thầy Vĩnh Bảo thì họ thấy được cái giá trị đó. Nghĩa là thầy Vĩnh Bảo đã truyền được cái cảm hứng cho những cái người học giả đó. Và những cái người ở những ngành nghề khác cũng có sự quan tâm, cũng sự tò mò về nhạc. Nhưng mà khi mà được thầy giảng dạy thì họ yêu và họ thấy được cái giá trị đó. Thì chỉ có cái sự truyền cảm hứng mạnh mẽ thì mới có thể thuyết phục được những cái người như vậy. Với những đóng góp của ông, năm 2005, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được nhận giải thưởng Đào Tấn. Năm 2006, ông là người Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách 6 nhạc sư được Hội Nhạc sư Hoa Kỳ vinh danh là Quốc gia Chi Bảo. Năm 2008, Chính phủ Pháp trao tặng cho ông Huân chương Văn học Nghệ thuật do có tên trong danh sách là giáo sư của một trường đại học ở Mỹ. Nên năm 1975, Chính phủ Mỹ đề nghị ông di tản qua định cư bên Mỹ, nhưng ông đã từ chối, ở lại quê hương, sống bằng nghề đóng đờn tranh, đờn kìm và dạy đờn tại nhà. Cách dạy đờn thì tôi dạy ở đây hồi trước á, thì tôi dạy tại nhà. Đó là dạy trực tiếp cho những người Việt ở nước ngoài lẫn người ngoại quốc. Thì lúc đó tôi dạy bằng cái cách là đờn, cái gửi bài qua ra, rồi thâu thanh, rồi người ta nghe ta đờn. Ta đờn rồi cái gì ta lên ra trang nét. Ví dụ như ta đờn rồi ta gửi qua mail, ta trả bài cho mình. Thì mình góp ý. Còn nếu mà họp góp ý mà mình hướng dẫn qua mail, qua thơ từ đó, mà họ làm cũng được đó, thì họ lên trên cái Skype. Rồi đó, họ ngồi trước cây đờn, họ đờn. Bên đây mình có cây đờn. Rồi họ đợt mình nghe, mình nói cái nốt đó sai, phải đợt như vậy, đó là dạy SKB, vậy thôi. Với mái tóc bạc trắng, nhưng ông trông hồng hào như một ông tiên, và ngón đờn vẫn điêu luyện, ngọt ngào như ngày nào. Hàng ngày, ông vẫn dạy nhạc cụ qua Internet cho những người mê nhạc dân tộc Việt Nam ở khắp năm châu, vẫn tiếp khách rù qua đờn cùng các học trò của mình tại nhà. Tiếng đờn của thầy phản ánh được cái phong cách của thầy và cái lối sống của thầy, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Do đó khi tôi đến với thầy, tôi chẳng những là tôi học về nhạc tài tử, mà tôi còn học được những kinh nghiệm sống ở đời, những cách xử lý tình huống như thế nào. Và thực sự là thầy là một cái pho từ điển sống của nhạc tài tử miền Nam. Tôi học với thầy Vĩnh Bảo qua Internet thôi. Mỗi năm bay từ Mỹ về Việt Nam độ được một tuần, thì là học với thầy rất là vui và càng ngày càng biết thêm thầy, càng hiểu biết được thêm cái nghệ thuật của thầy và về cái triết lý của thầy nữa. Nhắc đến nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi gặp ông. Người nghệ sĩ tài hoa gắn bó cả một đời với âm nhạc truyền thống. Tuy năm nay đã 101 tuổi, nhưng cây đại thụ về đờn ca tài tử Nam Bộ Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn còn khỏe mạnh và thực sự rất minh mẫn. Cách nói chuyện, cách diễn giải của ông luôn lạc quan, thẳng thắn và hóm hỉnh. Ông được xem là bậc thầy cao niên nhất hiện nay của làng âm nhạc dân tộc, người am hiểu sâu sắc âm nhạc truyền thống, góp phần quan trọng tạo nên những giá trị tinh túy cho đờn ca tài tử Nam Bộ. Tất cả học trò đều cảm thấy rất là hãnh diện vì thầy là người duy nhất chơi nhạc tài tử có thời gian chơi lâu nhất cho đến bây giờ, và vẫn còn minh mẫn, vẫn còn có thể chơi nhạc, vẫn còn có thể say mê với âm nhạc. Thì khi mà Đồng Tháp vinh danh thầy thì đó không chỉ là một cái vinh dự cho thầy mà còn là vinh dự cho tất cả những người chơi nhạc tài tử nói riêng
tất cả những người chơi âm nhạc nói chung. Rõ ràng đây đã là một sự ghi nhận đóng góp công lao của một người nhạc sĩ đã dành cả cuộc đời mình cho âm nhạc dân tộc. Đơn ca tài tử ngày nay vẫn bảo lưu những bài bản và phong cách của người xưa, từ lời ca tiếng hát, rồi cách sử dụng và phối hợp hòa âm giữa các nhạc cụ với nhau trong một bản đờn cũng vậy. Dẫu rằng đã có ít nhiều sự thay đổi, và đó là một thực tế khi xã hội phát triển một cách muôn màu, không thể phủ nhận. Nhưng điều đó cũng may mắn cho âm nhạc dân tộc, trong đó có đờn ca tài tử Nam Bộ, vì vẫn còn rất nhiều người đam mê thưởng thức. Và tất nhiên, với tâm tư của một người nghệ sĩ, sự trăn trở của một người làm nghề, làm thầy, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cũng không tránh khỏi những suy tư, những trăn trở chạnh lòng. Và ông đã gửi gắm những nỗi niềm ấy vào bài thơ do chính ông sáng tác. Nhã chút tơ tầm lên tím nhạc, gửi vào cung bậc ít tâm tư. Nắng dây vọng quán từng hơi thở, gửi với đường tơ muôn mảnh lòng. Sau khi rời thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Tháp sinh sống vào tháng 5 năm 2018 cho đến nay, mỗi ngày ông sáng tác thơ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi trả lời email. Thậm chí ông còn lướt Facebook đăng thơ, đăng những bài viết luận chuyện nghề, chuyện đời, đồng thời vẫn thường xuyên chơi đờn. Với ông, hình như chơi đờn là máu thịt, còn tiếng đờn là tim gan, là tâm hồn, là tiếng lòng của người nghệ sĩ. Trở về cố hương đất Đồng Tháp sinh sống đã là một kỳ tích, mà câu chuyện ông đau đáu gửi gắm nguồn tư liệu quý mà mấy mươi năm qua ông đã ghi chép, sưu tầm và tích góp gìn giữ đã được tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận là một nghĩa cử vô cùng ý nghĩa, một cái kết có hậu của một cuộc trở về quê hương. Lâu nay đó tôi tích lũy những cái tư liệu đó, rồi bây giờ cái già già rồi, bây giờ biết giao gỡ cho ai, không có ai dùng tới thì vô ích. Thành ra tôi thấy rằng cái ông Bí thư Lê Minh Quang là cái người yêu mến nghệ thuật, thì tôi nghĩ rằng tôi giao cho tỉnh Đồng Tháp là đáng tin cậy hơn hết thảy. Họ lưu giữ truyền bá lại cho những người khác vui tặng và an lòng. Khi mà xuống dưới Đồng Tháp thì tôi đặt vấn đề luôn, tôi sẽ tặng hết toàn bộ những tài tư liệu quý giá của ba tôi cho tỉnh nhà. Thật ra bây giờ thì gia đình rất là nhẹ nhàng, tại vì biết rằng chọn mặt gửi vàng, đúng chỗ để gửi vàng rồi đó. Người đi xa quê lúc nào cũng da diết nặng tình với cố hương, cứ muốn trở về thì cũng đã về rồi. Còn người ở quê cũng thấm đẫm tình quê và giàu dạt cái nghĩa, cái tình làm sao. Đất sen hồng, địa linh nhân kiệt, vốn xưa nay hiếu khách, là đất hội tụ nhân tài đã đành, mà người Đồng Tháp cũng nổi tiếng sống ân tình, trọn nghĩa, sẵn sàng vinh danh người tài, có công, có đức. Tại Bảo tàng Đồng Tháp, nhà lưu niệm nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo vừa mới khánh thành, là một không gian văn hóa vừa có ý nghĩa vinh danh, tự hào, là nơi để mọi thế hệ người dân Đồng Tháp cũng như du khách thập phương có dịp đến xem, nghiên cứu và giao lưu đờn ca tài tử cùng với nhạc sư Vĩnh Bảo. Cả một đời gắn bó với các loại nhạc cụ truyền thống và hơn 90 năm thủy chung son sắt với âm nhạc dân tộc, với đờn ca tài tử Nam Bộ. Cây đại thụ đờn ca tài tử, một tượng đài văn học nghệ thuật, Nguyễn Vĩnh Bảo, dù đã 101 tuổi, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và luôn tâm huyết với những buổi nói chuyện, truyền thụ kinh nghiệm, truyền thụ nguồn cảm hứng của mình cho mọi người về âm nhạc dân tộc, về đờn ca tài tử Nam Bộ.
cái hay nhất đó là hộ gió mình sống ở tại đây. Hồi trước là Sa Đéc, bây giờ là tỉnh Đồng Tháp. Và bây giờ mình được về sống cái tuổi già mình lên cái quê nhà, nơi mình được sinh ra đời. Mặc dầu rằng cảnh vật thay đổi, người xưa không còn nữa, nhưng mà cũng là nơi chung nhau cắt rúng của mình. Thành ra mình cảm thấy mình đậm đà, mình cảm thấy mình hạnh phúc. Ngày sinh nhật đúng 101 tuổi của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo thực sự đã làm xúc động bao người đến dự. Bởi điều đó không chỉ đơn thuần ý nghĩa chúc mừng ông thượng thọ, mà hơn hết, đó còn là cái tình của người đồng hương, cái đạo lý biết uống nước nhớ nguồn, biết trân trọng bậc cao niên của lớp trẻ đối với người già. Người Đồng Tháp tự hào về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, bởi suy cho cùng, cả một cuộc đời ông như một bản tình ca, và ngón đờn điêu luyện, độc đáo, sang trọng đến bay bổng trác tuyệt của ông như là những giai điệu cuộc đời. Và âm nhạc dân tộc, lĩnh vực đờn ca tài tử, thực sự đã trở thành một phần máu thịt, là sự sống của đời ông. Tất cả những điều đó được xem như là một tình yêu lớn đến với một tâm hồn lớn. Nó vượt thời gian như tiếng tơ lòng của người nghệ sĩ, làm say đắm, rung động bao người đồng điệu. Để rồi nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã ghi dấu ấn của mình vào lịch sử đờn ca tài tử Nam Bộ như một tượng đài mà cả đương thời và hậu thế đều kính trọng.